Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip hôm nay thì mình có một chiếc máy mới. Dạng cũng thanh lý xả kho cho anh em luôn. Toàn bộ máy mới hết nha anh em. Bảo hành 1 năm hết toàn bộ ha. Những con máy bán ra trong clip này là bảo hành 1 năm hết nha. Toàn bộ máy mới hết. Anh em mua máy nào đã alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356. Cọc trước 100.000 Viettel là mình sẽ gửi hàng cho anh em hết nha. Tất cả các máy này anh em chịu hoàn thành thì bao ship. Đó, quy định mua máy mình rõ ràng như thế nha anh em. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con Realme C3. Đó, máy thì máy mới, hộp nó như này. Để anh em xem. Đây nha anh em, màu đỏ. Nói chung Realme C3 là nhìn thấy nó cũng đẹp anh em. Màu đỏ ha. Đó, ngoại hình thì như này thôi, mình khỏi mơ nguồn là máy công. Thử máy máy mới rồi, không có lanh tanh rồi. Máy thì nó không có kèm tai nghe đâu nha anh em. Máy có cái dòng này nó không kèm tai nghe đâu nha. Anh em tự mua. Nó chỉ có một cái cây chọc sim là xong, không có gì nữa hết. Realme C3 thì con này RAM 3 bộ nhớ 64GB nha anh em. Màn hình 6.5 inch pin 5000, nói chung cũng trâu bò. Đó, ok. Realme C3 là mình để anh em giá 3.2 triệu nha. Đang 3.6 triệu này. Giảm 400.000 còn 3.2 triệu. Anh em là nhanh tay gọi thì alo cho mình giữ máy lại cho anh em nha. Tiếp theo con máy thứ hai thì con Huawei Y9 này nè. Huawei Y9 full box luôn nha. Con này thanh lý xả kho. Giá 3.990. Mình đây thanh lý cho anh em xuống còn chỉ có 3.4 triệu thôi. Để anh em 3.4 triệu ha. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Máy mới đầy đủ hết ha. Cũng như là thanh lý nhanh cho anh em luôn. Giá của nó là 3.4 triệu. Máy mới keng nha. Huawei Y9 nha nè, RAM 4 64. Một con Huawei Y9 Dream nè nè. Con này cũng hàng tồn nè, mình thanh lý nhanh luôn nha. Mình cắt cái siêu nữa là Huawei Y9 Dream. Con này RAM 4 bộ nhớ 128GB nè. Cấu hình rất lớn nha. Có cái bào da ốp lưng nè nè. Ốp lưng đồng này ha. Cáp cáp tai nghe, con này có tai nghe luôn. Xem nó đây. Y9 Dream. Này máy rất đẹp nha. Màu xanh đậm đậm này. Máy con này bảo hành anh em 1 năm nha. Mấy cái dòng này thì con này xả kho luôn. Giá đang là 4.5 triệu ha. Để anh em giá 3.8 triệu thôi. 3.8 triệu xả kho luôn. Anh em nào cần thì gọi liền cho mình nha. Chỉ có mỗi dòng chỉ có một vài coi thôi, không có nhiều. Con này là 3.8 triệu nha. Giá đang 4.450 á. Xả cho nên luôn. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Giá 3.8 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A53. Đây. Oppo A53. Con này cũng RAM 4, bộ nhớ 128 anh em. Cấu hình mã con này toàn khủng long không nha. Toàn cấu hình khủng long không. Máy này có ốp lưng trong này nha nè, lại là cái ốp lưng này cáp rất là tròn nha. Một cáp nhìn thấy rất là đã luôn. Cáp ring ốp bộ. Em lấy cái máy cho anh em xem. Anh em đó, Oppo A53, nói chung là mẫu mã có rất là đẹp. Con này cũng RAM 4 bộ nhớ 128GB luôn, rất là trâu nha. A53, anh em có lên mạng search là sẽ ra nha. Con này giá 4.5 triệu anh em. Giảm fix cho anh em còn tính anh em 3.950 thôi. Tính anh em giá 3.950 nha. Oppo A53 giá 3.95. Đó, tôi bóc cho anh em đầy đủ ha. 3.950. Rồi, em coi còn dòng gì nữa không. Tiếp theo là một con VinSmart anh em. VinSmart Star B3 này. VinSmart B3. Con này là cấu hình RAM 2 16. Con này cấu hình này nhẹ thôi. Giá đang bán là 1.590 này. Bằng máy mới này. Chưa khui nha. Này làm miếng khui siêu quá. Máy thì nói chung ngoại hình đẹp anh em. Màn hình 5.5 inch luôn nha. Rất là rộng. B3, anh em cứ lên mạng coi. Cái dòng B3 sẽ biết ha. Xài cũng rất là ok.
cấu hình thì yếu thôi, RAM 2/16 thôi, không có nhiều nha. Giá đang 1.600.000 nè anh em. Mình sẽ để anh em giá 1.500.000. Con này sát giá quá nha anh em. Không có fix phát thì được nha. Dòng này mới ra rất thì luôn. Mấy con kia là vài tháng rồi thì mình bán fix cho anh em nhanh. Còn con này 1.500.000 nha, anh em nào còn thì gọi ha. 1.500.000. Đây là con Joy 4 nè anh em. Đây là VinSmart Joy 4 ha. Bán trả góp 0% luôn nha anh em. Mấy dòng này nè. Giá đang 3.290 ha. Mình chỉ bán anh em nhanh luôn. Là giá 3.150. 3.150 thôi. Còn VinSmart Joy 4. Mấy full box cho anh em bảo hành 12 tháng cho anh em thoải mái ha. Mà dòng VinSmart thì nó bảo hành hơi lâu hơn. Thêm được tí nữa. Nên em yên tâm sử dụng. Realme 5S. Con Realme 5S này nè, RAM 4/128 luôn, máy dòng này cấu hình cực mạnh nha. Realme 5S. Con này cách siêu rồi, lấy cho anh em xem luôn. Ốp lưng này nè, con này là dòng ốp lưng đây. Máy thì nói chung là ngoại hình ok luôn. Đẹp nha anh em, màu đỏ ha. Màu đỏ. Realme 5S, RAM 4/128, siêu khủng long. Sale giảm giá cho anh em luôn, giá đang 3 triệu máy gần 4 triệu nha. Fix xuống anh em còn 3.4 triệu. 3.4 triệu full box cho anh em. Còn 3.4 triệu thôi nha. Realme 5S bao giá sơ và mọi vài dòng cho anh em. Ưng chọn cái nào thì chọn ha. Tiếp theo thì mình tiến tới con Realme 5i nè anh em. Đây nè. Realme 5i. 3690 đang bán lẻ cho anh em này. Mình coi con này coi. Này nó không có kèm theo cái ốp lưng luôn. Cáp cáp này anh em. Có hình 1 năm cho anh em xài trộn vẹn ha. Màu xanh lá, màu xanh chuối anh em. Màu xanh chuối, nhìn rất là dễ thương luôn. Realme 5i. Con này là RAM mấy đây? RAM 4/64 anh em. Đây. 4/64 nha. Cấu hình cũng khủng. Đó. Realme 5i đang giá 3.690, fix luôn là cho anh em luôn, còn 3.4 triệu luôn. Con này để anh em giá 3.4 triệu luôn nha. 3.4 triệu. Đó, mấy full box. Anh em nào cần thì alo nha. Đây là clip chuyên máy mới, không có máy cũ nha. Máy cũ thì clip ngày mai. Tiếp tục clip máy cũ cho anh em. Đây là toàn bộ clip máy mới hôm nay. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh mình nha anh em để đón xem những clip mới nhất. Thằng ấy chào anh em.